tăng cường công tác kiểm soát quản lý công dân từ các tỉnh vào địa bàn tỉnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine theo quy định. Đây là nhấn mạnh của đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức vào chiều ngày 9 tháng 12 dự cuộc họp có đồng chí lò minh hùng phó bí thư thường trực tỉnh ủy đồng chí hoàng quốc khánh phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy thường trực hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh lãnh đạo các sở ban ngành và các huyện thành phố theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 8 tháng 12 năm 2021, toàn tỉnh đã phát hiện 147 ca F0 ở các huyện thành phố, trong đó có 125 F0 tại khu cách ly, 14 F0 tại khu vực phong tỏa và 8 F0 tại cộng đồng. Hiện đang điều trị 50 ca, số F0 còn lại đã được chữa khỏi. Toàn tỉnh đã tiêm vaccine cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên được 974.394 mũi, trong đó 673.000. 302 mũi 1, 300.518 mũi 2 và 574 mũi 3. Triển khai tiêm 43.703 mũi 1 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi tại các huyện thành phố. Qua giả soát toàn tỉnh còn khoảng 50.000 người lao động chưa về địa phương trong tổng số 115.000 người. Tại cuộc họp, đại diện các sở ngành và các địa phương đã báo cáo nhanh tình hình phòng chống dịch tại địa phương, trong đó nêu rõ những hạn chế và giải pháp khắc phục những vướng mắc trong quá trình triển khai công tác phòng chống dịch đáng chú ý là nhiều địa phương tỷ lệ tiêm chủng còn chậm, việc quản lý công dân ra vào địa bàn còn chưa chặt chẽ. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu các ngành các địa phương phải tiếp tục tập trung cao, quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống dịch. Theo đó, cần phát huy hơn nữa vai trò của tổ COVID cộng đồng. Các huyện chủ động kế hoạch xét nghiệm, tầm soát cộng đồng, chú ý những nơi tập trung đông người về công tác tiêm chủng, ngành y tế thành lập các đoàn kiểm tra để chỉ đạo kịp thời thực hiện nghiêm túc công tác cách ly đảm bảo theo quy định. Về điều trị, đề nghị ngành y tế cấp phát thuốc điều trị đầy đủ kịp thời cho các huyện, đồng thời hướng dẫn các cơ sở điều trị sử dụng kết hợp thuốc đông y trong quá trình điều trị cho bệnh nhân. Có phương án chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, dự phòng cho các tình huống có thể xảy ra. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng yêu cầu các địa phương chủ động kế hoạch phục hồi sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trọng tâm là giải quyết việc làm cho lao động, đảm bảo công tác sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.